nên mua cái thảo về làm kim chi nha các bạn. Phô mai chỗ quá ăn sốt muối kim chi cái này nó không phải bỏ. Xin chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống của tôi. Hôm qua mình đi siêu thị đó các bạn, đã mua đủ các nguyên liệu để làm kim chi Hàn Quốc rồi nè. Dạo này trời mưa lạnh nên mình tự nhiên thèm kim chi các bạn. Kim chi thì ăn nó rất là ấm người, nhờ có gừng đó các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ làm lại món ăn này nha. Ở đây mình sẽ có một ít cải thảo, củ cải, gừng, hành tây, hẹ, tỏi, một trái xá lỉ để cho ngọt nước, ớt bột Hàn Quốc nha các bạn. Mình sẽ có một ít bột nếp và niêm nguyên và gia vị, sẽ có thêm một ít nước mắm nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn cùng làm món ăn này với mình nha. Đường vào
Rồi cho miếng nước mắm vô nha các bạn. Ăn cay nhiều thì cho thêm ớt vào nữa. Ớt Việt Nam.